băng hưng kính và những thủ đoạn tinh quái đối phó công an. Theo cơ quan công an, khi nhóm hưng kính biết hành vi sai phạm của mình bị phát giác, các đối tượng đã dùng rất nhiều thủ đoạn để đối phó với lực lượng chức năng. Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Kim Hưng, tức Hưng Kính và Nguyễn Hữu Tiến, tức Tiến Hói trong vụ bảo kê chợ Long Biên. Ngay lập tức thông tin trên đã nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận trong vụ án này hưng kính đã được xác định là kẻ chủ mưu cùng bốn người khác trong đòi bóc xếp hàng hóa số 2 ở chợ long biên cưỡng đoạt tài sản của nhiều tiểu thương công an hà nội cho biết đến thời điểm hiện tại cơ quan điều tra đã nhận được đơn phản ánh của một số tiểu thương ở chợ long biên tố cáo nhóm hưng kính lợi dụng việc ban quản lý chợ giao cho bóc xếp hàng hóa để cưỡng ép các tiểu thương phải nộp tiền Thậm chí kể cả vì các đối tượng này không bốc xếp hàng hóa nhưng vẫn thu tiền từ 250 đến 300 nghìn đồng một chiếc xe ô tô. Nếu hộ kinh doanh nào không chịu nộp tiền thì sẽ bị nhóm của Hưng gây khó khăn đe dọa. Sau khi báo chí phản ánh thông tin có dấu hiệu bảo kê ở chợ Long Biên, nhóm của Hưng Kính biết rằng hành vi của mình đã bị phát giác nên các đối tượng dùng rất nhiều thủ đoạn để đối phó với lực lượng chức năng. Trong đó, theo thông tin từ Công an Hà Nội, nhóm của Hưng Kính đã có hành vi đe dọa các tiểu thương yêu cầu họ không được trình báo cung cấp tài liệu, chứng cứ cho cơ quan điều tra. Ai trái lệnh của nhóm này sẽ bị xử đẹp. Chính vì vậy, để phá vụ án này, ngoài các biện pháp nghiệp vụ khác, Công an Hà Nội đã bí mật lập hầm thư tố giác tội phạm, kêu gọi bà con tiểu thương phát động phong trào quần chúng nhân dân tố giác hành vi sai phạm của Hưng Kính và đồng bọn. Tuy nhiên, đa phần bà con tiểu thương đã không dám đứng ra tố cáo vì sợ bị trả thù ngoài ra hưng kính cũng dùng rất nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan điều tra thậm chí dùng cả ảnh hưởng của những người khác để gây khó khăn đại diện công an hà nội chia sẻ được biết khi điều tra vụ án của hưng kính công an hà nội phải mất rất nhiều thời gian để chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng bởi vì theo phó giám đốc công an thành phố hành vi cưỡng đoạt tài sản thì ngoài việc đe dọa phải có cả chiếm đoạt tài sản trong khi đó các đối tượng nhận tiền của tiểu thương nhưng không có biên nhận và thu tiền hàng ngày đối tượng hưng kính và đồng bọn đã dùng rất nhiều chiêu để đối phó với lực lượng chức năng quá trình xác minh ban đầu các đối tượng luôn vòng vo cho rằng việc thu tiền là do thỏa thuận giữa hai bên tuy nhiên áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cơ quan điều tra đã xác định được là có hành vi cưỡng đoạt tài sản khi phát hiện nhóm của hưng kính có dấu hiệu tẩu tán hóa đơn chứng từ công an hà nội quyết định khám xét khẩn cấp đối với một phó ban quản lý chợ long biên Tại đây, công an thu giữ 23 thùng cạc tông gồm hóa đơn chứng từ. Thế nhưng nhóm của Hưng Kính cũng rất tinh quái. Điều này thể hiện ở chỗ chúng đã chỉnh sửa trong ổ cứng máy tính các dữ liệu chứng từ. Tiêu hủy toàn bộ sổ sách, giấy tờ liên quan hoạt động thu tiền, thay vào đó là hợp lý hóa bằng những sổ sách hóa đơn khác. Ngoài ra, chúng còn thay đổi phương thức thu tiền đối với các tiểu thương hộ kinh doanh tại chợ đầu mối Long Biên. Căn cứ vào quá trình điều tra khai thác lấy lời khai của các đối tượng, cũng như căn cứ và kết quả khám xét tại ban quản lý chợ Long Biên và nhà riêng của đối tượng. Đến ngày 4 tháng 1 năm 2019, cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bắt giam Hưng Kính, kẻ cầm đầu đường dây cưỡng đòi tài sản ở chợ Long Biên. Trước khi bị tố cáo, dường như Hưng Kính đã có sự chuẩn bị tinh thần, dò đoán mọi việc và xin phép vào viện để ghép nội tạng. Tuy nhiên, ngày 4 tháng 1, cơ quan điều tra đã triệu tập Hưng Kính lên làm việc và công bố lệnh khởi tố bắt tạm giam đối với ông Trùm này. Ngoài Hưng Kính và tiếng hối bị khởi tố bắt giam ngày 4 tháng 1 năm 2019, thì trước đó vào ngày 5 tháng 12 năm 2018, Công an thành phố Hà Nội cũng đã khởi tố bắt giam 3 đối tượng khác trong nhóm của Hưng Kính, gồm Dương Quốc Vương, tức Vương Lợn, sinh năm 1968, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội, Nguyễn Mạnh Long, tức Long Cao, sinh năm 1962, Chú quận Thanh Xuân Hà Nội và Lê Thanh Hải tức Hải gió sinh năm 1963, chú quận Hoàng Mai Hà Nội, Hiện công an thành phố Hà Nội đang tích cực điều tra mở rộng làm rõ vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Thế giới ngầm, kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, chùm xã hội đen, mafia, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.